Mình xin chào mọi người nha. Hôm nay mình ra đây mình phá cái clip khóm của mình, rồi mình trồng lại cái khóm mới luôn nha mọi người. Rồi khóm của mình hôm gà mình làm gần xong rồi, thì còn khoảng một ít gì nè. Còn khoảng một ít gì hôm nay mình quay cho mọi người xem ha. Thì để phá được cái vườn khóm này thì mình dụng cụ là mình phải mang găng tay nha mọi người, và mang giày ống vô ha. Còn hôm nay mình là phá vườn khóm mình là mình không cần mang găng tay luôn, giày tay không luôn, không mang giày ống luôn nha mọi người, chỉ với cây dao thôi, cây dao để chặt khóm thôi. Rồi mình phá khóm tới đâu mình trồng ở tới đó luôn nha mọi người, mình bẻ con khóm lại mình trồng luôn nha mọi người. Thì cái con khóm là con nào, để mình quay cho mọi người xem cái con khóm là con nào nha. Này cái gai khóm này đâm rất là đau nha mọi người, nó mà đâm vô tay mình là nó bỏ gai luôn á. Bây giờ làm tay không rất là khó, hôm nay mình thử thách mình làm bằng tay không nha, mình không cần mang găng tay nha. Em đây hôm nay mình sẽ quay cái con khóm mà nó mọc ở trên cái khóm mẹ nè mọi người. Đây là cái bụi khóm già của mình ha. Đó, khi mình chặt cái bụi khóm già này bỏ nè, mình bẻ cái khóm nhánh này nè mọi người, để mình trồng lại ha. Đó, con khóm rất là tốt ha, to nữa. Cái này là mình bẻ ra là mình trồng lại trực tiếp luôn nha mọi người. Mình không cần phải dăm khóm con lại ha. Đây mình bỏ, mình bẻ đây một đống này luôn nè. Đây, cái này mình trồng lại nè mọi người. Cách trồng rất là đơn giản nha mọi người, chỉ cần mình đào cái lỗ, đào lỗ đây, mình đào lỗ đang mình để khóm xuống nha mọi người. Đó, sau khi mình đào cái lỗ xong cái mình để đặt cái con khóm này xuống cho mình lắp đất lại vô góc nó, cái là xong nha mọi người. Rất là đơn giản ha, chỉ cần trời mưa xuống là bắt đầu là nó ra rễ là nó sống luôn nha mọi người, và nó lớn lên rất là nhanh, nhanh hơn so với cái khóm con mình dăm nha. Cái này mà mình làm không khéo là khóm nó đâm vô tay mình dữ lắm đó nha mọi người. Đây mình nắm cái gốc nè, mình chỉ cần nắm cái gốc khóm lên là khóm nó sẽ không đâm vào tay mình được nha. Chứ mình đừng có nắm cái lá nó, mình nắm cái lá nó là nó đâm vào tay mình đó. Phát hiện con gắn chung nè mọi người, không biết con gắn chung này là con gắn gì, quá quá bự mọi người ơi. Đây, đây. Con gắn nha mọi người, quá to mọi người, gắn hô hành, gắn hô hành quá to mọi người ơi, gắn hô hành, gắn hô hành. Con gắn hô hành nha mọi người, gắn hô hành quá to mọi người ơi, không phải gắn hô hành, gắn chung mọi người ơi, gắn chung, gắn chung. Nói chung quá to.
Nhưng mà mình thì không có khoái ăn thịt rắn mọi người ơi, thành ra mình không có bắt nó nha. Chắc mình là phải đuổi nó đi. Gắn chung, con gắn chung mọi người ơi, gắn chung quá to mọi người ơi. Wow. Quá bự, trời ơi. Nè, con gắn chung nè. Gắn chung nó có cái đuôi nó màu đỏ này ha. Nãy mình tưởng là gắn hữu hành, như vậy không phải gắn chung. Ôi trời, gắn chung quá trời bự rồi. Nhưng mà nhà mình á thì không có thích ăn thịt gắn mọi người ơi. Thành ra gặp gắn thì chỉ nhìn cho nó đi thôi, hoặc là dứt nó ra chỗ khác cho nó đi bỏ chỗ này thôi. Với lại mình ăn nó thấy tội nghiệp quá à, ăn gắn thấy tội nghiệp nó quá à. Thường thường mình gặp gắn là mình bỏ cho nó đi là nhiều. Ôi ôi, gắn quá trời bự luôn, quá trời mập luôn mọi người ơi. Thôi giờ mình quay trở lại cái tiếp tục chặt khóm nha mọi người. Cho nó đi đi. Cho nó xuống mương đi, cho nó xuống mương ha. Đây, mọi người nắm cái lá, phải nắm cho nó khéo nha. Nếu mọi người nắm không khéo là nó sẽ đâm vô tay mình nha. Đó, mình chỉ mọi người cách nắm cái lá đó nha. Nè, bây giờ nắm vô đây mình vuốt lên, mình vuốt xe xuôi theo cái gai của nó thì nó sẽ không bị đâm cái tay mình nha. Chứ mình đừng có vuốt ngược xuống gì là nó sọc vô tay mình nó đâm. Vì gai cốm nó mọc ngược lên. Và khi mình nắm cái lá đó mình nắm như này. Nắm sau lưng cái lá ha. Sau lưng lá đó mình nắm vậy đỡ lên. Nó sẽ không đâm vào tay của mình. Cái này mình làm chỉ là mang tính giải trí thôi nha mọi người, chứ mà trồng khóm mà nhiều quá, có thể là 1 hectare 2 hectare mà chẳng làm bằng tay không như mình á, chỉ cái tay mình chắc là banh luôn á. Cái này chỉ mình làm cho mọi người xem thôi, ít thì làm được chứ làm nhiều làm không nổi đâu nha mọi người. Với lại bạn nào mà chưa có làm gành gì khóm đừng có nên thử nha, nó đâm vào tay dữ lắm luôn á, đau rất là đau, rất là gắt luôn nha. Nó đâm là nó bỏ cái gai vô tay mình luôn á.
Còn một tí xíu nữa là xong rồi mọi người, mà bây giờ ông trời chỉ mưa quá trời luôn rồi nè. Tối giờ tối đất luôn. Dông gió nè, mọi người thấy gió không? Quá trời mạnh luôn nè. Mình nhìn bầu trời nè, đen tối mịt luôn. Đây mình chặt tới đâu thì bà xã mình cũng đã trồng cũng tới đó luôn ha. Cũng gần rồi luôn. Còn lõm chút xíu nữa là xong rồi, mà mưa tới bây giờ mình phải ngưng video ở đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha mọi người ơi. À, người ta thì trồng dừa sen với khóm, còn chỗ vườn khóm của mình thì trồng chuối sen với khóm nha. Nè chuối nè, chuối nè, nó lắng khóm hết luôn.